Bài viết có tựa đề Chuyện miếng thịt bò của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Trong dân gian có câu nói, miếng ăn là miếng tồi tàn, nên tôi không mấy khi đề cập tới và nhất là không viết về đề tài miếng ăn. Nhưng hôm nay tôi phải viết. Lý do, số là mấy ngày qua, làng trên xóm dưới của mạng xã hội đang dậy sóng về câu chuyện của ông Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tên là Tô Lâm đang ngồi ngửa mặt ngoác to mồm ra đớp miếng thịt bò mà nghe nói là có rát vàng do một anh bồi bàn mớm cho tại một nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc. Cái cảnh này thực sự là rất ngứa mắt khiến cho nhiều người phải la làng. Mặc dù chuyện một con người, cho dù người đó là ai, ăn miếng thịt bò chẳng có gì phải đáng chú ý. Nhưng lần này có quá nhiều trang mạng tiếng Việt đề cập tới, kể cả một loạt trang mạng và các tờ báo khác trên thế giới cũng đều đăng bài về bữa ăn này của Tô Lâm như BBC, Voa, Bangkok Post, The Straits Times, Yahoo News. Cũng đưa tin và bình luận. Có nhiều bài báo còn chạy tựa đề ngắn gọn là Bò Tô Lâm hay còn gọi là Bò Cộng sản đã làm tôi chú ý. Sau khi đọc được các bài báo, các bình luận, các ý kiến và xem tấm hình Bò Tô Lâm một cách cẩn thận, tôi thấy đa số người phản ứng tập trung vào ba điểm sau đây. Một, thứ nhất, cách thức ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đang ngồi ngoác to mồm, đớp miếng thịt bò được người bồi bàn mớm vào miệng. Trên đời, ai cũng phải ăn để sống. Thông thường khi ăn người ta dùng đũa, nếu là Á Đông, hoặc dùng dao, nĩa, hoặc dùng tay là để đưa thức ăn vào miệng. Nếu là trẻ con thì người lớn phải mớm cho vì chúng chưa biết dùng đũa, dao, muỗng, nĩa và chưa biết tự tay cầm thức ăn. Tôi nhớ lúc còn nhỏ thường thấy cảnh các bà mẹ mớm thức ăn cho con thơ. Có bà mẹ còn nhai thức ăn cho nhuyễn rồi lấy ra mớm vào miệng cho con. Cảnh này lâu rồi tôi không thấy. Chừng nhìn tấm hình một người bồi bàn đang mớm miếng thịt bò vào mồm ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, trong một nhà hàng ở Anh Quốc, làm tôi nhớ lại cảnh bà mẹ nhai cơm xong nhả ra mớm cho con mình. Thứ hai, trị giá miếng thịt bò mà ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được mớm cho. Có bài báo còn nói, miếng thịt bò mà ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đang ngửa mặt há to mồm ra đớp trong nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc hôm đó là thịt bò có rát vàng, trị giá một miếng thịt bò như vậy là nhiều ngàn đô la Mỹ, không phải tiền Việt Nam. Tôi xin nhắc lại, trị giá vài ngàn đô la Mỹ. Tôi thật sự không biết và cũng không thể tưởng tượng được thịt bò có rát vàng như thế nào. Vàng thì làm sao mà ăn được? Tôi lại càng không thể nào hiểu được trên đời này có loại thịt bò mà trị giá nhiều ngàn đô la Mỹ một miếng. Tôi ghi lên đây hai thắc mắc này để bạn nào hiểu biết xin chỉ giáo cho. 3. Chức vị của người đang ngồi ngoác to mồm ra đớp miếng thịt bò được anh hầu bàn mớm vào miệng. Theo tôi nghĩ, nếu người đàn ông ngồi trong nhà hàng hôm đó đang ngồi ngoác to mồm ra đớp miếng thịt bò được người bồi bàn mớm vào miệng như trong tấm hình kèm theo là một đại gia Việt Nam nào đó thì chẳng có gì để nói. Đại gia có nghĩa là tiền đông như quân nguyên thì ăn xài kiểu gì mà chẳng được. Muốn ăn thịt rồng còn có, xá gì thịt bò rát vàng. Nhưng ở đây, người đàn ông đó lại là ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.
ông thuộc vào cái nhóm người mà Hồ Chí Minh gọi là đầy tớ của nhân dân. Chính điều này làm cho nhiều người bị sốc, trong đó có tôi. Ai cũng biết hiện nay Việt Nam là một trong vài nước nghèo nhất thế giới, trong khi đại đa số các ông chủ bà chủ Việt Nam đang vật vã tìm miếng ăn hàng ngày cho bản thân và cho gia đình, nhất là các ông chủ bà chủ sống quanh hố rác vĩ đại Nam Sơn ở thủ đô Hà Nội, từ sáng sớm phải trực sẵn chờ các xe đổ rác để bới lục lọi kiếm ăn khi mặt trời lên là phải giải tán. Trong khi các ông chủ bà chủ thì chạy ăn từng bữa như vậy, mà tên đầy tớ của nhân dân, hậu duệ của Hồ Chí Minh có tên là Tô Lâm, hiện đang giữ chức vụ Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, lại đang ngồi chiễm trệ trong một nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc. Cái tên đầy tớ của nhân dân Tô Lâm này đang tươi cười ngoác mặt ngoác to mồm ra hết cỡ để đớp miếng thịt bò có rát vàng do người bồi bàn mớm cho. Có người cho là trị giá miếng thịt bò rát vàng này bằng nhiều năm lao động của các ông chủ bà chủ Việt Nam. Thử hỏi trước cảnh đó mà các ông chủ bà chủ Việt Nam không la làng sao được. Cũng may là hôm đó tên đầy tớ của nhân dân Tô Lâm không mặc triều phục Bộ trưởng Công an của chế độ Cộng sản Việt Nam. Và đây là cảm nghĩ riêng của tôi. Thú thật, đến giờ này tôi vẫn còn ngờ ngợ, không biết chắc tấm hình kèm theo đây có phải là cảnh thật, người thật hay là hình người ta photoshop để cố ý triệt hạ uy tín Bộ trưởng Công an và bôi cho chát chấu lên bộ mặt của chế độ Cộng sản. Nếu là người thật cảnh thật thì đây là tấm hình ghê tởm và tục tĩu nhất mà tôi biết được. Tấm hình này không những gây sốc cho rất nhiều đồng bào Việt Nam, cho tôi và nhiều ngoại quốc. Riêng với những người lên tiếng kêu gọi lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải cách chức đuổi cổ Tô Lâm ra khỏi chức vụ Bộ trưởng Công an, tôi xin góp ý, các bạn đang làm một việc phí thì giờ, vì đã có biết bao nhiêu đầy tớ của nhân dân khác đã làm trước các bạn rồi. Họ cũng đang tìm hết mọi cách để đuổi cổ Tô Lâm ra khỏi chức vụ béo bở Bộ trưởng Công an, để bọn họ nhào vô, đâu cần bạn phải tiếp tay và đâu có tới phiên bạn. Chừng nào bọn đầy tớ của nhân dân còn giữ vững chiếc ghế họ đang ngồi thì hiện tượng bỏ Tô Lâm vẫn còn tái diễn, và có thể còn nhiều trò khác đáng để các cư dân mạng tốn nhiều giấy mực và các ông chủ bà chủ Việt Nam còn phải la làng nhiều hơn nữa. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, New Zealand. Kháng chiến người đi chưa lại, lúa khô héo cả.
cả ruộng đồng. Ông ngoại chắc già ghê lắm, mấy người gì nữa, nhưng thôi đất cằn quê hương nứt ràn, kể thêm đau lòng gì ơi, đau lòng gì ơi, dù sao cũng là xứ sở đói nghèo đừng lạc tình thương. 10 năm không cung không chỗ gì về ấm lại khói ấm lại khói hương. Bye.